Vậy nhá, hôm nay sẽ làm một cái việc hết sức là khó khăn, đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn. Đó là dạy vợ lái ô tô. Nghe beo chưa? Nghe beo à? Đổ xăng cho phụ nữ là tiếp tay là tội ác. Dạy phụ nữ lái xe khởi đầu một tội ác. Thế nên là nên biết lái để phòng trường hợp quan trọng. Còn đâu là phụ nữ thì không nên lái xe lắm ha. Ha. Được chưa? Bây giờ bước 1 là đeo beo này. Bước 2 là chỉnh ghế làm sao cho nó phù hợp với tư thế của mình nhé. Chỉnh ghế, chỉnh vô lăng, lái đẩy lên. Chưa? Quan sát được chưa? Về là phanh. Rất may là bây giờ cho phép thi bằng lái số tự động, không phải tập số sàn, không thì chắc là muôn đời không dậy được. Hả? Đã phanh chưa? Nhớ phanh ở bên nào không đấy? Chân trái đâu? Chân trái chặt đi nhá. Lái xe số tự động nó bỏ chân trái đi. Phanh đâu? Đã phanh đi. Rồi đây là cần số vô lăng nhá. Gạt xuống dưới là D là đi. Rồi từ từ nhả phanh ra. Ôn lại bài tí đấy. Tôi sẽ đi vòng bên đây thôi, bằng guarantee thôi, không cần phải đạp ga nhá. Hôm nay cũng hơi đông người đấy. Mọi người đang ai đang đi cần nhân bên trái đấy. 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 Đặt xuống. Mọi người ai đang di chuyển ở khu vực Thủ Thiêm mình tránh xa ra nhá. Bảo đảm an toàn tính mạng nhá. Chà, có xe tập lái kìa. Mazda 3 đời Tống. Ai được lái xe tập lái xịn như gấu mặt thộn đó. Mặt trông rất là thộn. Mình đi làn giữa này, làn này, làn trong cùng của xe máy. Hơi dễ phải đi. Bấm ga một tí nữa. Không kiểu bị bốc đột ngột nhiều con xe trước đâu. Về đi xe cũng phải mặc áo chống nắng các bạn hiểu không? Trời quá nắng. Rất may là hôm nay trời khá là râm. Đi xe là quan sát rộng thấy chưa? Này kính sau này, kính chiếu hậu sau này, với hai kính chiếu hậu hai bên, phải luôn luôn là bao quát được tình hình, thế không thể chỉ nhìn phía trước được. Rất nhiều tình huống nó tạt ngang, phải không? Thì lái xe thì nó không khó, nhưng mà cái lúc xử lý tình huống thì mới là quan trọng. Chỗ trên kia tình huống hơi phức tạp đấy nha. Giờ đi cứ đi xong rồi kia vòng lại. Khí căng thẳng diễn ra. Đâu? Rồi đâu? Mở cua rộng ra này, mở bên phải này. Đấy, xe nó dài. Rồi, hết lái luôn. Sang đi, nó chưa đến đâu. Từ từ mướm phanh nào, mướm phanh nào. Hết lái luôn. Rồi trả lái đấy. Trả lái từ từ, trả lái từ từ. Trả đi. Rồi đi vào làn giữa. Đấy, đi từ từ làn giữa thôi. Wow, tình huống gay go, nguy hiểm cho những người xung quanh. Thôi dễ vào sẽ phải đi, xong rồi tìm cái chuồng nào lùi thử xem nào. Bấm ga nhanh lên tí. Sang làn dần đi. Rồi, quan sát gương nào. Khu tập xe lý tưởng. Hàng
chắc phải đến hàng chục ngàn căn đấy nhỉ, bỏ hoang phí ghê. Nhưng mà vấn đề nhức nhối của thành phố bây giờ em lùi thử lùi sát, lùi khá sát con màu trắng kia xem nào. Xe máy nha. Đây, đây nó vẽ chuồng nhớm này. Cái trắng trắng này là một cái chuồng này. Em lùi về vào ô sát vỉa hè xem nào. Hoặc là cũng không còn vào, nói chung là lùi sát vỉa hè anh xem nào. Hay là lùi lên dốc. Lùi cắm đít lên dốc nha. Bây giờ nha, vòng vào đây, bám vào, cua rộng ra kia, cua rộng ra, cua rộng ra. Đấy nè, rồi dựa hết lái. Rồi, thôi, 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 thôi. Rồi bây giờ, chữ R, lên, lên hết, rồi. Rồi bắt đầu giả lái này, giả lái. Giả hết lái, giả hết lái. Từ từ thôi, từ từ thôi, mướm phanh. Dạ, yeah. Rồi lên đi. Lên được ra. Ừ, ra đi. Xem này một tí. Xem này một tí. Hết lại đi, sang lại đi. Rồi lùi đi. Lùi đi. Rồi giả lại. Giả hết lại. Giả hết lại đi, giả hết lại. Giả hết lại thì phải ra đi. Hết lại đi, hết lại, hết lại đi, hết lại. Không còn lâu. Có camera lùi lo gì. Hay lái đi, giả lái, giả lái. Ôi, chéo quá, được rồi. Nguy hiểm đã qua.